Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Vừa qua, mạng xã hội xôn xao việc cô gái sang trọng vào nhà hàng 5 sao, gọi những món ăn đắt đỏ với hóa đơn lên tới 11 triệu đồng nhưng không chịu trả tiền. Theo tìm hiểu, cô gái này tên T, quê ở Vĩnh Phúc. Bà NTN, sinh năm 1969, mẹ của chị Tê cho biết, con gái bà có tiền sử bị trầm cảm, và phải điều trị từ năm 2019 sau quá trình đi học ở nước ngoài. Từ đó tới nay, chị T thường xuyên đi ăn ở các cửa hàng và không trả tiền. Bà N nói, tôi đã không ít lần phải trả rất nhiều tiền cho con gái, nhưng cứ liên tục như vậy đến giờ, gia đình tôi cũng kiệt quệ. Cuối năm 2023, T cũng từng bỏ nhà đi, gia đình tìm kiếm đưa T về nhà. Thời gian vừa qua, thấy con gái bệnh tình ổn định và bảo xuống Hà Nội tìm việc, nên bà N đồng ý nhưng sau đó không liên lạc được với t người phụ nữ cho hay từng có thời gian để con gái ở nhà không cho ra ngoài nhưng cô nhất quyết không chịu người phụ nữ nói và cho hay vợ chồng bà hiện phải nuôi hai người con khác đang trong độ tuổi ăn học gia đình không được khá giả như những gì t thường nói bà ntn đã liên hệ lực lượng công an để tìm con gái bà nói lần này khi tìm được sẽ không cho cô ra ngoài bởi tiếp tục ăn uống không trả tiền rất ảnh hưởng tới những người buôn bán lao động trước đó anh ms Quản lý nhà hàng của khách sạn 5 sao ở phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đăng tải lên mạng xã hội chia sẻ bài viết về việc cô gái xinh đẹp mặc váy trắng tới nhà hàng của một khách sạn sang trọng gọi những món đắt tiền. Cô gái yêu cầu lấy thực đơn và gọi các món cao cấp gồm bò Wagyu A5, tôm hùm nguyên con, rượu vang Đức, hoa quả, tổng số tiền cần thanh toán gần 11,1 triệu đồng. Anh S chia sẻ, khi mới vào, cô ấy ăn mặc sang trọng, nói chuyện lịch sự. Khi cửa hàng đến giờ chuẩn bị đóng cửa, Nhân viên in hóa đơn tính tiền thì cô gái này tỏ ra ngây ngô, không mang bất kỳ giấy tờ cá nhân nào. Nam quản lý nhà hàng cho hay, anh đã nhiều lần ra nói chuyện với khách hàng, đồng thời liên hệ công an can thiệp. Tuy nhiên, cô gái này không hợp tác, liên tục tỏ ra không bình thường, nằm ra ghế sofa rồi rời đi mà không trả tiền. Cuối bài đăng, người quản lý nhà hàng mong người thân cô gái trên hỗ trợ liên hệ nhà hàng để thanh toán. Công an phường Cống Vị xác nhận sự việc trên. Khi lực lượng công an tới làm việc, cô gái nói rằng có người đàn ông nước ngoài hẹn cô ăn tối. Sau khi cô này gọi đồ và ăn, thì người kia không tới. Khi được yêu cầu trả tiền cho số đồ ăn đã gọi, nữ khách hàng nói cô không có tiền. Sự việc này cô là nạn nhân do người kia hẹn mà không tới và cô này không có ý định quỵt tiền. Vị này cho hay, công an xác định cô gái trên thường xuyên đi ăn không trả tiền và có tâm lý không bình thường. Sau đó, nhà hàng không yêu cầu xử lý vụ việc và cô gái này đã rời đi.